Xã Phù Ổng, huyện Ân Thi, quê hương của danh tướng Phạm Ngũ Lão, cũng là địa phương có truyền thống hiếu học với lầu Tư Văn, bia khuyến học vẫn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Phát huy truyền thống này, những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài được xã Phù Ổng đặc biệt quan tâm. Mặc dù trước đây cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, kinh tế khó khăn, nhưng với tâm niệm nên thợ nên thầy vì có học, gia đình ông Hải luôn nỗ lực vượt khó để tập trung nguồn lực cho con cái học hành và trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Dù làm các công việc gì thì cũng phải có cái kiến thức. Các con tôi và các cháu tôi cũng rất cố gắng để học tập. Đến giờ phút này là có 8 cháu là có trình độ đại học. Phù Ổng là một vùng đất có truyền thống hiếu học. Lầu Tư Văn trong quần thể di tích đền Ổng chính là biểu tượng cho truyền thống này. 4 tấm bia đá trong lầu Tư Văn ghi lại tên tuổi sự nghiệp của những người đỗ đạt trong làng qua các kỳ thi thời Lê Nguyễn. Đặc biệt, tại Từ Chỉ, Vũ Hồng Lượng còn có 2 tấm bia đá mang phong cách thời hậu Lê, khắc ghi 2 bài thơ khuyến thiện và khuyến học rất đặc sắc. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, xã Phù Ổng tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài. Quỹ khuyến học của xã hiện vận động được 200 triệu đồng. Hàng năm, Hội khuyến học xã đều tổ chức vinh danh khen thưởng cho học bổng cho học sinh đỗ đại học, giáo viên học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, học sinh nghèo vượt khó, cũng như các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học khuyến tài. Bản thân em muốn là mình có thành tích tốt trong việc học tập để trở thành một người có ích cho xã hội. Em vừa đỗ đại học Bách Khoa, cảm thấy khá là vui và phấn khởi. Hội khuyến học của xã Phù Ổng đã được Trung ương hội tặng bằng khen và tặng cờ. Thực hiện cái quỹ chúng tôi là thực hiện là rất nghiêm túc, cho nên những người con xa quê có những lòng hảo tâm về tham gia vào cái quỹ đấy thì cũng thấy là rất phấn khởi. Đến nay, 90% cán bộ công chức xã Phù Ổng có trình độ đại học. Trung bình mỗi năm trên địa bàn xã có trên 20 học sinh đỗ vào các trường đại học. Nhiều người con của quê hương Phù Ổng là phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, có người là tướng lĩnh trong quân đội.